chào anh em, quý vị và các bạn. Trong cái chương trình lái thử tất cả các dòng xe của Ford, sau dòng xe SUV, Pickup rồi cả Raptor gì gì đấy ở trong chương trình Ford Extraordinary ấy, thì chúng tôi có một cuộc đua rất là hay mà tôi rất muốn giới thiệu riêng với các bạn. Đấy là cuộc đua giữa Ranger bản thường Biturbo và bản Raptor. Đấy, các bạn có thể thấy hai chiếc xe đang chuẩn bị xuất phát. Và cuộc đua này cũng rất là thú vị, nó khá giống với một cuộc đua KOK và knockout luôn, là cuộc đua đối kháng. Tất nhiên là chúng tôi là những người trải nghiệm và sẽ lái với nhà vô địch là anh Trần Phát KOK, nhà vô địch KOK. Đó, hai xe đã xuất phát rồi. Và phần thưởng nếu mà thắng nhà vô địch là một chiếc Raptor đấy. Cho nên chút nữa các bạn sẽ hãy cổ vũ cho tôi nhá. Hy vọng là sẽ được, hy vọng là sẽ được. Cuộc đua này khá là hay bởi vì với một cái địa hình nho nhỏ thế này thôi, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu hết được những các cái tính năng trên từng xe Raptor rồi là Ranger thường. Ranger thường thì kích thước nhỏ hơn, bán kính quay vòng nhỏ hơn, sẽ lợi thế ở tại các góc cua nhỏ. Nhưng mà Raptor thì lại có lợi thế về cái hệ thống dẫn động rồi khung gầm rất là hay. Hệ thống lái cũng vậy, và đặc biệt là bộ lốp. Và điểm duy nhất với mặt đường thì các bạn có thể thấy đấy là sự khác biệt. Và đây là diễn biến của hai chiếc xe đang đua. Các bạn nhìn cái điều kiện địa hình như thế này thôi, nhưng mà nếu như chỉ cần nhỡ tay một cái hay hơi quá khích một tí thì có thể phang vào nhau. Rất êm ái đúng không ạ? Rất êm ái. Cuộc đua này rất hay nha, các bạn hãy theo dõi những cái hình ảnh diễn biến. Và chút nữa tôi sẽ quay lại với các bạn. Vâng, thưa các bạn, trong một cái chương trình lái thử xe dành cho các đơn vị báo chí và những người là có ảnh hưởng trong câu lạc bộ, thậm chí là trên mạng xã hội mà yêu thích về xe thì sẽ tham dự chương trình này. Và chương trình này tôi không nhớ chính xác nhưng có khoảng 40 đơn vị tham dự đó, và được tổ chức khá là hay nhé. Cuộc đua thì để mình nói qua về cái luật đua trong cái kiểu knockout như thế này, thì các bạn có thể thấy toàn bộ cái đường đua này sẽ tạo thành hai cái đường chạy song song với nhau, và mỗi xe sẽ phải hoàn thành nguyên hai cái vòng như vậy, và nó sẽ đảo nhau. Ví dụ như vòng 1 thì xe 1 sẽ qua dốc thì vòng 2 sẽ luồn xuống ở dưới gầm cầu đó, và ngược lại. Đấy, và bấm thời gian. Cuộc đua này nó mang tính chất gay gắt và khốc liệt ở cái điểm là hai người cạnh tranh nhau liên tục. Nó là đối kháng đấy các bạn ạ, nó đối kháng chứ không phải chạy theo từng lap. Và đối kháng đấy thì rất có thể khả năng xảy ra những cái rủi ro nếu như ta không kiểm soát được cái xe tốt. Và rất may là từ đầu chương trình tới giờ mọi chuyện vẫn vui vẻ, bởi hai xe này trộm vía lái cũng hay, lái hay. Đây các bạn có thể thấy đây, cờ lại chuẩn bị phất rồi đấy. Các bạn nếu như mà ai muốn thi nhá, lần sau cứ đăng ký thôi. Đấy, hai xe đấy. Các bạn nhìn thấy là Raptor tăng tốc phát là khác luôn. Đấy, rồi đấy, đấy, đấy. Ui đấy, nếu mà hai chiếc xe mà cứ chạy song song thì nhỡ cái thì là có gì đấy là cũng không vui ngay. Thực ra trong tất cả những cái giải đua thì các bạn sẽ thấy là mình phải có những cái vòng luyện tập và vòng chạy thử. Thứ nhất là quen xe, quen đường. Xe thì có thể của ta được, ta chạy nhiều ngày nhưng mỗi lần chạy cái điều kiện đường khác nhau thì chúng ta nên luyện tập. Đó cũng là một cái bí kíp. Không ai nói hay cả. Các giải đua hàng đầu thế giới như chạy F1, đến bất kỳ một trường đua nào đều phải luyện tập, đều phải làm quen với đường đua và đều phản ứng với bất kỳ các cái tình huống thực tế tại hiện trường, chứ không có nghĩa là tôi vô địch tại giải này là tôi sẽ vô địch liên liệu tại cái giải khác. Vâng, rất là nguy hiểm nếu mà bạn kiểm soát chiếc xe không tốt. Đấy, bay rồi, vừa rồi là một cú bay. Bắt đầu làm nóng xong là bắt đầu là có tí rồi. Hay quá. Nào, quả này có vẻ là các chuyên gia là đua thật. Ui. Hơi đầu tìm. Chạy này thế nào, tí nữa mình chạy sao được nhở? Nếu không sao mình sẽ chạy Raptor. Chạy hay quá, mấy chuyên gia này chạy liên tục. Để vô địch những cái giải vô cùng khắc nghiệt như thế thì không hề đơn giản đâu các bạn. Và bây giờ các bạn hãy chờ một chút nhé, để mình chút nữa mình sẽ chạy với các chuyên gia.
để xem kết quả như thế nào. Có được dùng 4L không anh? Hay chạy 4H thôi? 4H thôi. Chậm đấy, đây. Được chưa anh? Được chưa? À đây. Từ từ, chờ, chờ, chờ. Được chưa nhá? Để đây được rồi đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đua thôi. Vẫn thua. Sao? Vẫn thua. Người ta đi quen đường. Vẫn thua. Ôi. Vâng, 1 phút 43 giây nhưng mà rất tiếc là chiếc Raptor đã vượt khỏi tay tôi, bởi vì huấn luyện viên chạy hay quá. Chạy Ranger bình thường thôi mà chạy hay quá. Dù sao ban tổ chức cũng tặng tôi một chiếc Raptor đang đỗ ngoài kia. Ngay bây giờ tôi sẽ ra mang về luôn cho các bạn xem. Thưa các bạn, thực ra đây là một cuộc đua rất là vui khi mà những cái huấn luyện viên là những người mà sẽ tạo cái nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Và dù sao thì dù không giành được chiếc Raptor 1-1 nhưng mà tôi vẫn giành được một chiếc Raptor 1/64. Với Raptor thì thiết kế này, khung gầm này, vận hành này, phải nói rất tuyệt vời. Và nếu như có một ít tiền hơn một chút thì bạn có thể chọn một chiếc Ranger ngay bên này, cũng rất đẹp. Các bạn có thể thấy rất rất nhiều Ranger ở đây. Và rồi, những phần tưởng của anh em thì rất hy vọng là một ngày nào đó, nếu như anh em subscribe này, nếu như anh em rung chuông này, nếu như anh em tích cực comment thì hy vọng mình sẽ gửi được những cái phần tưởng tương tự như vậy tới các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.